Chuyến đi hành hương Miến Điện 2019, vùng đất của hoài niệm và bình an Mandalay. Mandalay có nghĩa là thành phố của những viên ngọc, cách hơn 700 km tính từ thành phố Yangon, nằm kế bên bờ sông Ayawadi. Đoàn hành hương xuất phát từ sân bay Thái Lan. Khi bay đến sân bay Mandalay thì cũng chập tối, mà đoàn vẫn nhận được ưu ái từ các nhân viên trong sân bay và chỗ đổi tiền. Các nhà băng ở đây tiếp đãi khách hàng của họ rất kỹ lưỡng và cẩn trọng. Buổi sáng hôm sau tại khách sạn Margit Mandalay, sau những chuẩn bị kỹ càng và chuyến hành hương bắt đầu với sự hân hoan cao vời, hòa nguyện trong màu áo dài trắng tinh khôi. Hình ảnh rất chuẩn mực với tinh thần Phật giáo trong sạch trong lời dạy, tỏa ngát hương thơm giữa dòng đời đau khổ. Đoàn lên xe và dưới sự dìu dắt của hai vị sư và cô trưởng đoàn thiện lành và chu đáo, đoàn đã đến địa điểm đầu tiên là trường học cho ni sinh lớn nhất và nổi tiếng nhất đồi Sky, cách trung tâm khoảng độ 1 tiếng đi xe. Trường học nội trú cho ni sinh cả nước, Tachadida Nunnery, với 1.000 ni sinh từ mọi độ tuổi, đang tu học và vô cùng chăm chỉ. Các cô tu nữ quấn che thân bằng bộ đồ với màu hồng sen và thêm một dải khăn nâu quấn trên vai, tượng trưng cho sự thanh khiết của giới luật mà các cô đã hứa giữ đến trọn đời. Ngôi trường này bao quanh là bầu không khí vô cùng yên ắng, thanh bình đến lạ. Các hàng chư ni nối đuôi nhau như những dải lụa hồng bay trong sự tĩnh lặng. Cả đến tiếng bước chân cũng khó nghe được. Đây là thời điểm dân vật thực. Thank you.
buổi trưa, các vị thí chủ với lòng tin tuyệt vời nơi tam bảo và nhân quả, họ dâng cúng vật thực để nuôi thiện pháp, hồng cầu mong những sự thuận duyên cho công việc và yên ấm cho gia đình, nhưng trên hết là sự gìn giữ lịch sự quý giá cùng những lời dạy vàng ngọc từ kim khẩu Đức Thế Tôn Gotama. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau khi dâng Phật thực, đoàn tiếp tục với sự dâng 300 y phục đến chư ni trong chánh điện, được trang hoàng đẹp đẽ. Sau hồi kính chúc phúc chân tình của toàn thể ni sinh, đoàn được hành lễ rót nước với ý nghĩa là mong cho phước thiện mà mọi người đang làm đây sẽ chảy vào không ngớt như dòng nước đang rót vào bát vàng, đến khi nước tràn ra cũng như là phước thiện tràn đầy dư dả. Sau đó đoàn có dâng tịnh tài đến sư bà cao niên nhất và ni sư hiệu trưởng. Cả hai vị đều nhìn rất phúc hậu với cử chỉ hiền hòa và nụ cười thân thiện. Hình ảnh dải lụa hồng tiếp tục lướt đi rất thông thả, từ tốn, nhẹ nhàng, thong dong. Từng vị ni cô nhận lấy tấm y cùng chút tịnh tài từ tấm lòng trong sạch của đoàn Phật tử Việt và Mỹ.
các ni cô rời đi cũng im lặng như khi các cô tụ hội lại. Chỉ còn tiếng gió réo rắt lấp lánh trong chùm tia nắng vàng cùng những nụ cười mãn nguyện. Các ni cô lại quay về với lịch trình của ni viện và chúng tôi lên xe từ giả nơi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoàn ghé sang trường học Chosadi Masacha, Monterrey. Đây cũng là ngôi trường nổi tiếng bậc nhất, với sự giáo dục kỹ lưỡng và tận tâm nhất, nơi đào tạo các vị tam tạng tương lai. Các vị thầy nơi đây đều là những vị tinh thông tam tạng. Họ thành công vượt qua các kỳ thi do trường cũng như do chính phủ tổ chức và có bằng cấp chuẩn mực. Các vị sa di được nhận từ 6 tuổi, sống nội trú tại trường và chỉ biết học hành, mài dũa kinh điển cho đến khi thành tài. Các vị thầy tỳ kheo và sa di đều mặc chung bộ y màu măng cục, màu đại diện chính thức cho Phật giáo Tam Tông Miến Điện. Chương trình học gần như không có gián đoạn. Vì lẽ đó chăng mà phủ xuống nơi đây chỉ có tiếng gió mang theo lời kinh kệ, không một chút màng đến bụi trần, thanh vắng và lắng dịu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chia tay đồi Sagain, đoàn chúng tôi đến viếng ngôi tháp bảo được xây phủ hoàn toàn bằng đá cẩm thạch xanh và trắng. Những mô hình kiến trúc trang trí đến lót đường đều là đá, được đẽo gọt kỳ công. Bao quanh ngôi chùa là vô vàn các cửa hàng đồ lưu niệm đến quán ăn vặt. Dạo qua cầu Upin, cây cầu gỗ tét dài 1,2 km với hơn 1.000 cây cột bắc qua hồ cạn Thaun Tham Nam. Nơi này tuyệt vời nhất là khi về chiều, ngắm hoàng hôn đang buông xuống sau dãy núi,
cùng cơn gió se lạnh đuổi đi sự nóng bực, rồi cùng dòng người rời cầu Ubin, kết thúc ngày đầu tiên. Khởi đầu sáng ngày thứ hai, với sự rộn ràng, đoàn đã ghé chiêm bái thánh tích chùa Phật Vàng Mahamuni, tọa lạc hướng tây nam của thành phố. Ở bốn cánh cổng lối vào chùa, hai bên là các cửa hàng chuyên bán các vật dụng Phật giáo với đủ thể loại, màu sắc, đến kinh kệ và hoa tươi, làm cho nơi này vô cùng sống động nhưng vẫn trang nghiêm, vì nơi này luôn là điểm tựa tinh thần cho người dân Mandalay từ các đời vua quan cho đến dân thường. Chư tăng đang tụ tập nơi này rất đông, ước tính trên 300.000 vị. Ngôi chùa Mahamuni được xây dựng vào năm 1785 thuộc triều đại Kubon. Tương truyền rằng từ ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế, ngài đã cùng chư tăng bằng đường hư không bay đến xứ này. Đức vua Sandathuriya đã xin tạc tượng của Đức Phật sau khi lắng nghe thời kinh. Đức vua khởi lên tính tâm mạnh mẽ, và cũng từ đó mà đạo Phật từ từ xuất hiện. Chính Đức Phật đã chạm tay vào tượng và niệm cầu kinh chúc phúc. Cho đến tận bây giờ, người con dân Mandalay tôn thờ bức tượng như chính kim thân của Đức Phật. Họ dát vàng lên tượng như thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất với người thầy đáng kính của thế gian loài người nói chung và các cõi chư thiên nói riêng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau khi rời chùa Mahamuni, đoàn tiếp tục công việc phước thiện là dâng y và vật thực bữa trưa tại chùa Tét Côn ở Mandalay. Vị trụ trì nơi đây là vị sư duy nhất được phép lau gương mặt tượng Phật vàng Mahamuni. Tuy là Ngài được phúc lành tuyệt vời đó, Ngài vẫn xin nhường cho vị sư cao niên nhất chùa được ngồi vào vị trí cao nhất. Phần Ngài vẫn viết sao: vậy là đoàn được truyền tam quy ngũ giới với vị có tuổi hạ cao nhất. Thật phúc lành thay, sau khi dâng y và vật thực đến cho toàn thể chư tăng, phái đoàn được may mắn vấn an Ngài trụ trì, được cúng dường và cung kính đánh lễ. Ngài trụ trì rất hoan hỷ, tụng kinh chúc phúc đến từng người trong đoàn và còn tặng kỷ vật. Đây chính là chiếc khăn được giặt trong nước gỗ thơm Tanaka, dùng để lau tượng Phật Mahamuni. Thật may mắn làm sao, và nước Ngài dùng cũng là nước thơm mà Ngài hay dùng để tẩy trần mặt tượng, với mong chư Phật tử luôn được tắm trong hương thơm ngọt ngào của giáo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kiến trúc cung điện vàng của vua Mindon, là đại diện cho triều đại vua cuối cùng của Mandalay. Cung điện xây dựng hoàn toàn bằng gỗ tét, chạm khắc hoa văn cầu kỳ và sơn đỏ cùng nạm thủy tinh khéo léo. Bao bên ngoài có tường thành cao lớn bằng đá lớn và có hào nước sâu xung quanh. Kế bên cung điện là chùa khắc Tam Tạng, là kỳ công cuối cùng của vua Mindon, nhằm mục đích bảo lưu Phật điện cho tương lai. Nhà vua đã cho điêu khắc toàn bộ cả ba tạng là tạng kinh, tạng luật và tạng luận xuống 729 phiến đá. Tất cả các chữ đều được rót vàng, ngôn ngữ được lựa chọn là Pali và được UNESCO công nhận năm 2013 là ký ức thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kết thúc chuyến đi bằng sự cúng dường thuận duyên đến hai chùa ni là Mayawadi Nunnery và Dehamavihari Nunnery. Rồi thời gian cho chuyến đi cũng khép lại. Những việc nên làm tại xứ ngàn tháp Mandalay cũng đã làm xong. Mong sao trong tương lai sẽ còn dịp trở lại nơi đây, nơi truyền thống Phật thừa vẫn còn nguyên giá trị và công nhận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, lành thay, lành thay.